Hello, chào mừng anh em quay trở lại với tựa game Đảo Kho Báu. Hôm nay mình làm clip này mình sẽ cho anh em xem thử cái content cứng mới nha anh em. Hiện tại giờ mình vừa mới được AD gửi cho cái content cứng, cái sự kiện mới. Thì anh em nào chưa có content cứng thì chưa có nhận được. Thì anh em nếu mà muốn có content cứng thì anh em lên trên fanpage của game Đảo Kho Báu nè. Anh em chịu khó tương tác, comment này, like này kia rồi là được. Thì khoảng cỡ vài bữa là được content cứng này. Đó thì content cứng thì cái sự kiện này nó chỉ dành cho anh em fan cứng mới có thể nhìn được thấy cái bài viết này để mà tham gia thôi. Để mình xem được cái món quà fan cứng đợt này nó cho mình những cái gì nha. À, món quà fan bức cứng này nó có chỉ có là 5.000 cái hộp năm sao, 6 triệu vàng và có hai cái thùng bia. Tính ra thì nó cũng hơi bèo xíu anh em. Tặng nhiều nhiều xíu cho anh em có cái động lực nhiều người ta tương tác này kia đồ để người ta có cái ta còn có hứng thú để người ta kiếm fan cứng nè, tặng thì có chút xíu quà vậy nhìn nó cũng nhiều khi cũng làm biến anh em, nó nhiều khi cũng làm biến lên tương tác kiếm fan cứng nè. Ok, mong là nhà phát hành có thể xem được cái ý kiến của mình để mà tăng cái giới hạn quà fan cứng lên. Ok, thì chiều hôm nay thì cái game nó có cái bản update mới nè, mini update ngày 21 tháng 5. Để mình coi thử cái bản update này nó sẽ có cái gì. Thời gian bảo trì khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 5 nè, dự kiến khoảng 60 phút. Chi tiết AQG nè, IK Speed, bản năng AQG lan tỏa luồng sóng băng làm chậm 40% tốc độ không. Nếu mà sau update nữa chỉ còn có 10 à, làm chậm có 10 à, rồi. Vậy là chuẩn bị, con AQG nó chuẩn bị nép xuống rồi. AQG nó vừa mới vô meta được có một thời gian, bây giờ nép xuống nữa anh em. Rồi, cái chỗ mà làm chậm là cái nào ta? IK Speed nè. Đó, 40. Làm chậm 40 mà giờ nó giảm xuống còn có 10 à. Rồi, giờ nó bị nép xuống nữa. Cộng có 0.1 nữa mới ghê chứ. Rồi, chuẩn bị AQG nó chuẩn bị ra gìa anh em. Chuẩn bị đổi con mới. Rồi, Chopper nữa nè. Bây giờ mình cho anh Chopper luôn. Chopper chị thương ẩn ha. Chị thương ẩn là cái này. Cứ mỗi 10 giây Chopper làm toàn bộ kẻ địch giảm 31 cộng 1 mỗi lép tốc độ công và tốc độ di chuyển trong 5 giây. Rồi nó update xuống nó còn có mỗi 10 giây chỉ còn có giảm có 10% mà 10% tốc độ di chuyển à. Rồi luôn đã khó rồi, nay còn khó hơn nữa. Để vậy còn boost cho Sanji lên nữa chứ, để cho anh em nạp vô kiếm Sanji cái gì đây. Rồi tự nhiên có hai con meta chính mà giờ muốn bút xuống vậy sao đi ải nữa, chán hết muốn nói luôn anh em. Cập nhật mới Kichi và hải quân áo đen, ngoại trang mới của con Sanji á ta. Mình hiện tại giờ chưa có con Sanji cho nên chưa biết. Rồi hải quân áo đen là ngoại trang mới, hải quân áo đen là của ai ta, của Sanji đúng cái gì ta. Cập nhật trang bị Gima 66 của Gichi là con nào chạy. Giờ mình không biết con Gichi là con nào luôn. Ngoại trang Gichi và hải quân áo đen là con nào chạy. Hiện tại thì giờ mình không biết cái ngoại trang này là của ai luôn. Thì tới đó thì chắc khi nào update xong thì sẽ có biết chi tiết hơn thôi. Đó, ngoài ra còn một số lỗi kỹ năng nổ liên tục của một số tướng đã được fix lại vào đầu tháng 6. Chi tiết bản cập nhật tuần 4 tháng 5 bao gồm chỉnh sửa các hoạt động thủ thành chiến quần đảo và sẽ thông báo sau. Ok, nói chung cái bản update này nó cũng không có gì vui hết anh em. Tự nhiên đang AQG với con Chopper hiện tại giờ đang khá là ngon để mà đi dược ải, bây giờ update xong không biết lấy cái gì mà đi dược ải nữa, chán hết muốn nói luôn. Ok, thì đó là chi tiết về các bản cập nhật mới thôi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại con game Đảo Kho Báu thôi. Tại bây giờ mình sẽ dùng cái đội hình này mà mình đi lẹ cái trường 37.3. Hiện tại bây giờ mình đang kẹt ải này. Đó chính là cái con ải này nó gặp cái con Akainu anh em. Nó rất là khó chịu. Ải sao nó cứ đâm đầu ở bên cái tem bên mình mà mấy cái con quýt bên mình nó đâu quýt nổi đâu. Đó, cho nên bởi vì rất là khó chịu. Bây giờ không biết làm sao để mà giải quyết rồi nữa này.
Nói chung thì cái ải này nó cũng khá là dễ đi anh em. Hay là mình bỏ bỏ hết mấy con bút ở phía sau luôn, cho mấy con tướng này nó dồn lên nó quýnh phía trước thôi. Bên kia thì nó có cái con Jinbe thì nó có khả năng mà hồi máu rất là khó chịu đó. Bây giờ con Akainu nó bị nó đâm một cái hàng thủ của bên mình rồi, cho nên là cái con Magellan của bên mình nó lại chuyển hướng ngược về phía sau, chuyển ngược hướng về phía sau rồi nó quýnh hàng sau, cho nên là Jinbe bên đây nó tắc quái rất là khó chịu anh em. Giờ làm sao mà để cho hai cái hàng này nó khích lệ nhau nè. Ok, không biết là cái hàng cái này nếu mà mình được thì mình sử dụng cái con Inel. Inel nó có khả năng mà gom địch lại anh em. Ok, thì cuối cùng thì chắc mình có thể qua được cái ải này. Con Inel nó có khả năng mà gom chùm cái đám này lại. Đó là cái cách giải quyết hiệu quả nhất của mình hiện tại bây giờ. Đây, bây giờ mình sẽ đổi con Gobin, mình lấy con Inel cho anh em xem. Ok, bây giờ mình sẽ đổi con Gobin đi ha. Mình đổi lấy con Inel đợi ta. Inel. Đây, Inel của mình đây. Hiện tại Inel cũng đang được 5 sao luôn rồi. Rồi, đợi mình xíu mình chuyển đồ của hàng họ này kia của con Gobin vào cái đó. Đây, Gobin. Gobin hiện tại giờ nó cái kỹ năng trốn nó khá là ok anh em. Đó, anh em có thể sử dụng thử. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vô mình quánh lại thử. 37.3 ha. Ê, quên, để mình bố chặn lại cái đó. Rồi, ok. Để mình xíu nữa mình đợi nó gần hơn nửa ống máu đi, mình sẽ tắt cái nộ đi. Thôi tự nhiên giờ update Chopper với con AVG là nó thua luôn rồi. Nó dễ, nó không còn kìm hãm với tốc độ đánh ở bên kia nữa. Cho nên là bây giờ mấy con đi vượt ải mà gặp mấy con Magellan, mấy con này kia nó quăng chắc là ỉa vô quần anh em. Ỉa vô quần thiệt luôn chứ không phải giỡn nữa. Đó, bây giờ là vượt ải là rất là chua lè chua lét. Ơ trời, tự nhiên hút Vin B lại đây gì ông cố nội. Ông cố nội Hineo hút Vin B về cái hàng thủ sao vậy? Ôi bây giờ nó gói nùi luôn mày. Bây giờ thì hai con này nó đang quýnh ở bên này. Giờ hai nguyên một đám thủ đép ở sau thì quýnh ở phía sau. Tới luôn mày. Okay, hình như đã giết được con rồi thì phải. Giết được con nào chưa ta? À chưa. Ôi nó hút nguyên một nùi qua đây luôn nè. Rồi bây giờ quýnh sao trời. Con nào ở phía sau đam ghê cái gì. Cũng bên này cũng mất máu khá là nhiều nè, nhưng mà bên đây thì lại không mất máu nè. Ok, có con nào đang chết, Kaku ha. Ôi trời. Con Jinbe như nó mới hồi máu giật tem nữa. Mình thấy nó không ổn hơn anh em. Không có khả quan gì cho lắm này. Tính ra nó hút có thừa lưa hột dưa hết. Ok, không có đủ thời gian rồi. Thôi, email nó không hiệu quả nữa, cho nó ra ngoài đi. Rồi, email trả lại cho con Gobin của mình đi. Hiện tại giờ Gobin đang có khả năng trốn rất là ok. Mong là AD được có fit con Gobin lại nữa. Dạng như là quýt lại xong ép anh em mình mới kiếm còn được con Sanji cho anh em. Quýt lại vậy rồi lấy gì đi ải nữa. Sanji giờ nó càng bá đạo hơn nữa. Quýt lại update mình thấy nó khó chịu rồi đó nha. Đây bây giờ mình đeo lại trang bị lại cho con cựu biển mình. Rồi thì cái đội hình ok nhất vẫn là Mihawk, Aokiji, Magellan để ngăn bên kia hồi máu lại và Chopper và con Gobin. Rồi như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp với ải 37.4 thử xem. Hiện tại bây giờ có quá nhiều anh em yêu cầu mình nhờ mình đi ải giùm anh em.
giờ số lượng giờ đông quá cho nên là bây giờ mình sẽ tranh thủ buổi tối mình sẽ đi hết cho anh em luôn đó. Còn ban ngày, tại ban ngày mình còn làm á cho nên là ban ngày mình hơi lu bu á, có thể là rảnh lúc nào mình vô lúc đó thôi đó. Do cái số lượng nhiều quá cho nên mình cũng đi lẹ lẹ cho xong rồi, cho nên mình cũng không có quay clip lại kịp đó. Quay mỗi clip nó quay tốn khoảng cả tiếng đồng hồ anh em, mà bây giờ mỗi ngày khoảng mười mấy hai chục anh em gì nhờ đó, cho nên là mình không có thời gian để mà mình quay full hết được. Tại vì quay full hết thì nó rất là tốn thời gian, mà phải tốn thời gian để edit nữa. Mỗi clip phải edit xong là khoảng mất khoảng tiếng mấy hai tiếng này để cho ra một cái clip để mà mình up lên, nó rất là tốn thời gian anh em. Thì mấy anh em nào mà cái ải 8.8, 10.8, 11, 12, 13 gì đó, anh em cứ bôi full đồ và mặc đồ đúng theo mấy clip mình hướng dẫn này. Nó như vậy là qua được hết mấy ải đó, rất là dễ qua, mà anh em cũng không qua được nữa thì mình sẽ rất là tốn thời gian để mà đi giùm anh em. Anh em cứ bôi chuẩn theo cái đội hình mà mình up ở trên clip là được rồi. Ok, thì cái ải này nói chung cũng khá là dễ dàng ha. Hiện tại giờ lực chiến của mình lực chiến ảo anh em. Mình bôi vô con Yogo á. Yogo của mình lên cả 100 triệu lực chiến, mặc dù không có đồ đạc này kia chứ mà nó vẫn lực chiến rất là khủng. Đây, 94 triệu nè. Đó, kỹ năng này kia, up một cái kỹ năng nó lên triệu mấy lực chiến nè anh em nhìn nè. Đó, lên triệu rưỡi lực chiến. Không, up nhẹ cái hay là lên triệu rưỡi. Đó, up nhẹ cái là lên triệu rưỡi. Lực chiến nó bị ảo anh em. Rồi, thôi mình sẽ kết thúc clip đây thôi. Nói chung thì có bạn nhờ mình đi làm cái đội hình để mà đi qua ải chương 37.3 nè. Đó, bạn nó cũng đang gặp khó khăn tại con Akainu nó cứ lủi ở đây hoài. Rồi, thì đó là cái chia sẻ đội hình của mình. Còn anh em nào mà đi không được nữa thì cứ để lại comment là cái gì mình vô mình đi thử coi sao. Rồi mình sẽ kết thúc clip đây nha anh em. Anh em xem clip nhớ cho một like, một đăng ký để mình có động lực kênh nhiều clip hay hơn cho anh em xem nha. Và đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Mình sẽ tiếp thu ý kiến của anh em và cho ra những clip hay hơn. Rồi, ok. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.